Advance cây building. Ui khiêu không, cái này quá cả game MOBA đúng rồi, nút quá trời nút luôn. What the heck. Thôi thì các bạn cố học thuộc nhá để mà chiến những tựa game sinh tồn nhá. Còn đây là phần control, chúng ta không cần quan tâm. Mình chọn cái chế độ đó full màn hình nhá, đúng với cả cái resolution của mình nhỉ. Ở đây mình chọn full screen nhá. Rồi graphic, ở đây graphic này. Ở đây thì mình sẽ đẩy thử lên Epic một phát nhá. Sau đó nữa mình sẽ vào game mình test thử xem sao. Sau đó thì apply nhá. Apply là sẽ lên full màn hình ạ. Yo. Được rồi, mọi thứ có vẻ hoạt động được. Có hỗ trợ cả VR cơ, what the heck. Cho những ai không biết thì VR là cái kính thực tế ảo nhá các bạn. Chơi game này mà chơi cái gì nhỉ? Cái kính VR chắc là đã lắm. Được rồi, sau khi đã xong thì các bạn ấn vào Accept. Anh, mình ấn nhầm rồi, ấn X cơ mà nhỉ. Đây nhá. Đâu nhỉ? Menu, mình sẽ đẩy lại Epic nhá. Ơ không có 900 Epic. Ơ không có Epic nữa à? Thế nào? À đây, Epic được rồi. Sau đó thì apply. Rồi X, thoát ra. Đây, sau khi đã xong thì chúng ta sẽ ấn vào phần đó là host and local để chơi game nhá. Zone ARK ấy, nó là zone cái server nhưng mà chúng ta chơi game crack mà. Sao mà zone được server đúng không nào? Thì vì nó là cái phần online cho nên là mình sẽ không đồng chạm vào nó nhá. Mình sẽ vào cái phần đó là host and local để chơi game. Ở đây các bạn có thể thấy cái phần play single player chứ, chúng ta chỉ cần ấn vào là có thể chơi được thôi. Ở đây thì nó còn cho chúng ta đó là setting một vài cái liên thuyên nữa này. Mà như là cái này tạo server thì có lẽ mình sẽ không thử, mình sẽ ở thử ấn thẳng vào cái phần đó là play single player nhá. Xem chơi một mình như thế nào. Có lẽ sẽ load khá là lâu ấy. Bên góc trái đang load mấy cái file gì đó này. ARK chắc chắn là các bạn biết rồi đúng không nào? Đây là một trong những game có thể nói là sinh tồn thuộc loại hạng A tại điểm hiện tại, khi nó lấy cái đề tài về sinh sống cùng khủng long, tồn tại cùng đám khủng long giữa một thế giới đầy màu sắc. Đây, chúng ta được tạo nhân vật này. What the heck, tạo nhân vật rồi. Đó. Female, nhân vật nữ này. Skin color. Mình chọn màu trắng nhá. Trắng chỗ nào vậy? Đây nhá. Hair color. Sao lại đầu trọc à? Không có kiểu tóc nào nhỉ? Hairstyle. Hair, đâu, eye color nhỉ? Hairstyle. À, cho cả đầu to rồi. Face size, ôi. Ôi để này nhìn cho nó thanh. Lâu phải. What the heck, cái game này vãi chưởng vậy. Để bình thường nhá. Head weak. Để cho đầu to là được hơn nữa này. Cho đầu dài ra này. What the fuck. Này vừa vừa ấy nhỉ. Cổ à? Ui. Các bạn làm thế nào thấy đẹp đẹp thì được nhá. Next side. Cho nó ra dài ra chút. Được. Đây. Đây là chat à? What the fuck. Cho vếu bự rồi. Vừa vừa ấy. Nhìn cho nó cân đối đúng không nào. Sao lên vai à? Vai để sao tay to thế? Hip là vòng mông mà. Vòng eo. Em con kiến. Em Ngọc Trinh. Đúng rồi. Cao hơn tí nhỉ, thôi vừa tầm. Cái này thiết kế khá chi tiết đấy chứ, đúng không nào? Mình sẽ làm nhân vật mình cho nó đẹp đẹp một chút. Cơ tay, cơ nhỏ nhỏ chứ, lâu arm, tạm tạm đấy nhỉ, cái chân này, à, nó cao lên rồi, bơ lem, vừa vừa thôi, được rồi, sub zone. Chọn khu vực à?
chọn khu vực rất là khó này, khu vực khác đây này. Not luôn. Mình chọn khu vực sau zone nhé. Easy. Đặt tên thì mình sẽ đặt đó là Griffith. Great New Surveyor. Dallas Surveyor. What the fuck? Great. Rồi, chúng ta tỉnh rồi. Đang ở trên một hòn đảo. Ôi, drop FPS phải nói là kinh khủng luôn. Cái này thì không epic được rồi. Hai thôi nhỉ. Apply nào. Đây. Hai thì mọi thứ có vẻ khá là ngon. Vậy là game này khá là nặng đấy chứ. Chẳng ngon lành gì đúng không nào. Rồi, bây giờ thì làm gì thì làm thôi đúng không nào. À, có con gì kìa. Bơi được à? Hay nhỉ. À mà, đây là game sinh tồn mà sao không bơi được, what the fuck. Thì thật được rồi, nói chung là mình cũng chỉ muốn cho các bạn thấy là cái bản game Crack này nó chơi khá là ổn thôi. Và bây giờ các bạn muốn biết về gameplay của nó và một vài hình ảnh đặc sắc của nó thì bây giờ mình sẽ mời các bạn coi qua một cái phần gameplay trailer mà mình tìm được trên mạng của tựa game ARK Survival Evolved này. Được chưa nào? Nói chung là mình cũng đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download ra cài đặt cái tựa game ARK Survival Evolved rồi. Chúc các bạn đón được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.